cửa lại đâu. Bây giờ mình cố gắng lên. Thôi rồi, chờ đến đất đây. Mẹ nó treo thưởng một vàng. Thắng ta. Hết sức chúng tôi ghi nhận tất cả. Dùng phút heo thấy cũng vui vậy thôi mà chị lên bớt lên lên dậy lên đi ai nào lấy điện thoại em đó lấy điện thoại chụp mấy không có còi lùi với những cái bằng đó trong quá trình tăng tiến chụp rõ vô tình trả tao chém ngang đây đây thầy huấn luyện viên hạn chế nắm biên gì mình nắm hết chưa thấy để bố nói này nha. Ok, ok chưa? Và ba cầu thủ xanh vẫn một quân số 3. Còn tác. Đây 47. Những pha trên chấp bóng của đội 2 và 44. Ai nói chuyện quá nha, cái gì thì thông báo. Một pha lỗ hổng trước công thành. Lại một pha phạm lỗi khi nó bóng. Rồi được phạm. Chiến thắng mà cầu thủ nào kia bạn đâu? Đâu là ông Tây là trong trận này. Huấn luyện viên chính hả? Chúng ta gặp nhau biết là lúc nào chọn sáng mai hay hai quần xanh chân một cái đúng mấy bóng tham gia tấn công được không để chụp lại giờ giờ nữa về không cái làm tay vô không.